Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng, tiêu dùng xanh được nhiều người quan tâm và dần trở thành xu thế. Sự thay đổi đã buộc các nhà sản xuất cũng phải chuyển mình để phù hợp với nhu cầu và thị hiếu mới. Mặc dù tiêu dùng xanh mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng và môi trường sống, nhưng để các sản phẩm xanh thay thế hoàn toàn các sản phẩm tiêu dùng thông thường gây ô nhiễm thì vẫn còn không ít khó khăn, như ý thức trách nhiệm đối với vấn đề bảo vệ môi trường từ phía doanh nghiệp còn hạn chế, việc đầu tư, chi phí ban đầu lớn đã tạo nhiều tác động đến việc tiếp cận công nghệ xanh. Các chính sách hỗ trợ hướng đến phát triển tiêu dùng xanh còn thiếu và chưa đồng bộ, do đó cần thiết có các cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ phù hợp trong việc khuyến khích các mô hình sản xuất tiêu dùng xanh bền vững, như cần phát triển và nhân rộng các mô hình doanh nghiệp xanh, đồng thời hỗ trợ giá đối với các sản phẩm, dịch vụ xanh nhằm đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của tiêu dùng xanh đối với môi trường sống và sức khỏe của con người. Về phía các doanh nghiệp, cần nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng thị trường. Doanh nghiệp không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, mà theo các chuyên gia, cần chọn lựa những nguồn nguyên liệu thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Các doanh nghiệp sản xuất cần thực hiện hoạt động đánh giá từ chuyên gia nội bộ hoặc bên thứ ba về kế hoạch hành động giảm phát thải và hiệu quả thực thi. Thay thế, giảm thiểu nhựa trong bao bì, cam kết sử dụng năng lượng bền vững, thân thiện với môi trường, đổi mới về khoa học công nghệ chế biến, bảo quản, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình sản xuất đạt chuẩn.